quyết tâm xây dựng một làng nổ mới đẹp hơn, an toàn hơn. Đây là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi chốt được địa điểm xây dựng khu tái định cư cho 40 hộ dân bị mất nhà do mưa lũ xảy ra tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Sau khi khảo sát một số khu vực, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, đoàn công tác đã lựa chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư cho 40 hộ dân. Khu vực này nằm cách hiện trường vụ sạt lở gần 2 km, địa hình cao, đảm bảo các yếu tố an toàn, không có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, thuận lợi cho giao thông, gần khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân và có nguồn nước sinh hoạt. Đoàn công tác đã lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ của 100% người dân trong thôn. Phát biểu với bà con, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn sự đồng thuận của bà con, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn địa phương bắt tay ngay vào đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng để khẩn trương thi công. Tinh thần của tỉnh là quyết tâm hoàn thành khu tái định cư trước ngày 31 tháng 12 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thế nhưng mà chúng ta phải quyết tâm xây một cái làng nổ mới, phải đẹp hơn cái làng nổ cũ, an toàn hơn, tuyệt đối hơn so với cái làng nổ cũ. Chúng ta làm vì cái làng nổ ấy, vì những người mất và vì truyền thống văn hóa ở cái làng này. Thế nên là bà con nhân dân là phải hết sức là đoàn kết, xong rồi thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cái đoạn khó khăn này. Về phương án sẽ theo kiến trúc nhà truyền thống người Tày do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thiết kế và tiến hành xây dựng bàn giao cho bà con. Kinh phí xây dựng và hạ tầng tái định cư do Quỹ Tấm lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ.